nào đã nhận được hàng Sub RCF GH15 của bên em rồi thì hãy xem hết video này để biết cách sử dụng cho nó hợp lý và tốt nhất với mẫu sub điện RCF GH15 bên em các nhá. Hình thức của RCF GH15 đây, khá là nhiều bác và em đặt hàng cũng nhận được hàng rồi. Cũng có thể là một số các bác đã biết cách sử dụng dòng RCF GH15 này rồi, nhưng mà cũng có một số anh em thì chưa biết. Thì tiếp đến cũng chia sẻ cho anh em cách chúng ta sử dụng sub làm sao cho nó hiệu quả và tiếng chất âm thanh nó ra tốt. Với dòng RCF GH15, các bác đã được nhìn thấy bản thức ở đây. Em báo lại giá cho bác này một lần nữa trên video này. 4.2 là mức giá khuyến mại bên em. Giá biết ở trên của bộ sản phẩm này là 4.7 trên thị trường, cũng như là bên Tùng Audio nếu như mà hết cái chương trình khuyến mại này thì vẫn là 4.7 thôi nhé. Còn nếu như các bác em mà mua trong thời điểm hiện tại thì đang được giảm giá cho anh em 500k, có nghĩa là chỉ còn 4.200.000 đồng thôi, bên em bao ship toàn quốc cho anh em rồi. Điểm qua một lúc một chút về mặt hình thức RCF của bên em ấy thì sẽ có phần hình thức như sau. Các bác nhìn cái phần thùng này rất sâu các bác nhé. Đấy, tiếng đánh ra thì nó sẽ cho độ hiệu quả cao nhất so với những dòng súp khác. Ngoài ra thì chất liệu sẽ là gỗ ép phun trần, một loại chất liệu cực kỳ tốt để làm nên cái dòng súp này. Có phần quai xét cho mặt sau. Bây giờ thì cho các bác xem luôn về cái phần mặt sau để chúng ta kết nối và sử dụng nó dễ dàng hơn với RCF GH15 này. Thì các bác nhìn thấy ở cái bảng mạch ấy, nó sẽ có 3 cái phím để chúng ta điều chỉnh. Có chế độ đảo pha từ 0 đến 180 độ. Thì em cũng đã nhắc ở khá nhiều video cho anh em sử dụng cái nút này rồi. Khi mà chúng ta nhấn vào, nó cũng phải đồng bộ với dàn loa các bác. Khi chúng ta về chúng ta lắp cái loa phòng cặp loa, những cặp loa full các bác ấy, chúng ta để ban đầu chúng ta cứ nhả ra đã. Đấy. Và khi mà chúng ta đánh bên loa, chúng ta nhấn vào mà cảm giác là tiếng nó đánh ra nó khỏe hơn, nó lực hơn thì chúng ta để nhấn vào. Còn cũng có một vài dàn loa thì nó sẽ là chế độ nhả ra. Đấy. Nên là anh em lưu ý giúp em. Cái chế độ đảo pha này cũng tùy vào cái phụ thuộc rất nhiều vào cái cặp loa của các bác và anh em nữa. Nó đồng bộ nó đánh như thế nào thì chúng ta sẽ để chế độ mà chúng ta cảm thấy nó khỏe nhất. Bên cạnh thì nó sẽ có hai cái phím volume này rất quan trọng để chúng ta có thể căn chỉnh làm sao tiếng súp nó ra nó vừa phải, nó không to quá, nó không bị xè tiếng, không bị phè. Đấy. Các bác cứ bảo là súp nhà em nó bị phè khi chúng ta sử dụng. Đấy, có một số bác khách hàng thì mới nhận về thì báo là như vậy. Nhưng mà khi mà đấy là khi chúng ta chưa biết cách cắt súp, các bác để volume âm lượng to như thế này thì không có dòng súp nào là tiếng đánh ra nó không bị phè tiếng cả. Thế anh em lưu ý giúp em cái chế độ LVF cắt tần số này, các bác nhìn giúp em ạ. Đấy, LVF cắt tần số cao của súp đây sẽ có cái chế độ là từ 50Hz cho đến 150Hz. Các bác lưu ý giúp em nhé. Thì thông thường ấy, chúng ta chơi súp ấy, chúng ta sẽ để ở trong khoảng 110 cho đến 120. Và đây là cái tiếng súp đánh ra nó tốt nhất, nó chuẩn nhất. Đấy, và hơn nữa là âm lượng volume ấy, các bác cũng sẽ để khoảng không gian phòng hát gia đình nếu mà to hay nhỏ ấy, mà cũng tụ thuộc rất nhiều khi chúng ta nghe ấy. Thì thông thường những phòng hát dao động trong khoảng tầm 25-30m2 và anh em đánh những cặp 30 ấy, thì các bác cũng chỉ để khoảng tầm cùng lắm là chúng ta đánh đến 3 giờ thôi. Nên là tiếng nó rất là to rồi. Bởi vì chúng ta sẽ khoảng đánh khoảng tầm 1 giờ cho đến 2 giờ là đánh nó phù hợp nhất với những cặp loa full bass 30. Còn những cặp 40 thì anh em có thể tăng lên 3 đến 4 giờ. Đấy, nhiều bác là sử dụng cặp 30 hay là cặp 25. Ví dụ như là chúng ta vặn quá cao, chúng ta vặn đến khoảng 3 đến 4 giờ thì tiếng con súp nó to quá, nó áp chế hoàn toàn so với những tiếng loa thông thường. Nên là các bác em lưu ý giúp em âm lượng volume chúng ta kéo đến tầm nào chúng ta cảm thấy tiếng loa nó đánh vừa phải, nó đồng bộ với loa thì chúng ta để đừng lên quá nhiều. Đấy, nhiều bác là vặn hết cỡ lên. Các bác vặn cả LVF hết cỡ lên như thế này thì tiếng bass đánh ra thì không có nào chịu được. Đấy, không có nào là không phè tiếng, kể cả các bác có mua cái dòng súp đắt tiền nhất chúng ta sử dụng như thế này là sai cách. Nhớ giúp em, chúng ta lưu ý cứ để khoảng tầm 100 cho đến 120 chế độ cắt tần số này. Đó, tức là múi giờ từ khoảng 12:30 cho đến khoảng 2 giờ là tốt nhất. Và âm lượng volume thì chúng ta sẽ căn chỉnh theo cái độ nghe của chúng ta về cặp loa phòng hát gia đình. Và tiếp đến thì em cũng hướng dẫn cho anh em cách chúng ta đấu nối. Nhiều bác vẫn chưa biết cách này. Chúng ta có thể sử dụng súp này, chúng ta ghép nối với vang, chúng ta ghép nối với lông tiếng hoặc là âm ly. Đấy, thông thường thì bên em thì có nhiều bác nhận hàng về thì chúng ta sẽ ghép nối với vang, thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cách ghép nối vang trước nhá. Ghép nối vang thì khá là đơn giản các bạn. Ở dưới này thì em đang có một con vang đây. Đây, các bác nhìn thấy phần mặt dưới này. Nó sẽ có một cái cổng gọi là cổng súp. Có một số con vang nó sẽ ghi là cổng bass out, có một số cái vang thì nó sẽ ghi là cổng súp quất output. Đấy, anh em lưu ý giúp em. Và các bác sẽ sử dụng, nếu như mà ở vang ấy, nó tích hợp có một chế độ cổng cắm ca lông thôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu ca lông như thế này. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng một cái đầu ca lông như thế này. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Và
hai và đầu dây trắng đỏ các bác nhé. Hai đầu nhớ này, một đầu trắng một đầu đỏ, và cũng ra là một đầu trắng một đầu đỏ thì anh em sẽ thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng cắm cái đầu đỏ hoặc đầu trắng vào cái đường ca lông này. Đấy, anh em lưu ý giúp em là chúng ta sẽ mua cái đầu ca lông cái, hoặc nếu anh em mua súp bên em thì bên em sẽ tặng cho bác một cái đầu như thế này, chúng ta về ghép nối vàng nó dễ, chúng ta đỡ phải đi mất tiền đi mua nữa. Bác sẽ ghép nối cho em một cổng súp out output ở đây nhé. Đấy, khi mà chúng ta đã ghép được như thế này rồi thì chúng ta đã kết nối được vào cái vàng này. Đầu tiên là chúng ta đã kết nối được vào cái vàng, và sau đó thì sẽ có hai cái đầu còn lại, đó là đầu trắng và đầu đỏ này. Các bác đã ghép nối cho em vào phần mặt sau của súp giờ sẽ đây, mặt sau nó có cái đường ca lông, đường hoa sen đây các bác ạ, có trắng và trắng và đỏ đỏ đây, chúng ta cũng ghép nối như thế này, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái đầu ca lông, chúng ta ghép nối vào đây cho em đấy. Ở mặt sau của súp ấy thì nó sẽ có tích hợp cả đầu dây ca lông này, đầu dây hoa sen, ok đấy. Còn nếu như anh em nào mà sử dụng vang mà có cái đầu dây hoa sen trắng đỏ như thế này mà nó cũng ghi là cái cổng bát ao hoặc là cổng súp quất nó cũng ghi là đầu dây trắng đỏ, thì anh em chỉ cần sử dụng cái đầu dây như thế này thôi, không sử dụng đầu ca lông được. Đấy, chúng ta chỉ cần sử dụng cái đầu trắng đỏ như này thôi, chúng ta cắm trực tiếp vào cái đường mà nó ghi ký hiệu là súp hoặc là bát ao đấy, các bác em lưu ý giúp em nhá. Và khi chúng ta đã cắm được vào với lại vang rồi thì chúng ta cũng phải căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý ở trên vang đã, để khi chúng ta vặn âm lượng volume tổng của vang lên thì cũng đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ kích cái tiếng loa của bát đấy, kích tiếng loa của súp đấy. Nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý giúp em ở dưới con vang, đằng sau con vang, cũng có thể là mặt trước hoặc là mặt sau, một vài con vang sẽ thiết kế cái cắt tần số và âm lượng tổng của súp ở mặt sau, một vài con thì sẽ ở mặt trước, ở mặt trước thì đơn giản hơn, chúng ta cắt ở mặt trước được. Nhưng mà nếu như vang của chúng ta có cái tính năng cắt hay là âm lượng tổng của súp ở đây thì chúng ta cũng nhớ giúp em, cũng có trên vang ấy, nó cũng có cái chế độ là từ 50Hz cho đến 250, thì các bác lưu ý giúp em sẽ để ở khoảng tầm múi giờ 12 hoặc là nhỏ hơn một chút đấy, bởi vì ở trên súp thì nó sẽ là 50 đến 150, còn như ở trên vang thì sẽ là 50 cho đến tận 250 cơ đấy. Chúng ta sẽ nhớ giúp em là cắt tần số cũng để thật nhỏ thôi, nhiều bác là cứ vặn hết to như thế này nên là chúng ta vặn âm ni hay là vặn âm lượng tổng lên, đồng nghĩa việc nó tiếng súp nó đánh ra nó rất to, nó bị phè tiếng, bởi vì chúng ta đã vặn cái chế độ cắt tần số ở trên vang quá cao đấy, và âm lượng tổng của súp thì các bác phải để vừa phải thôi. Và cái cắt tần số này thì chúng ta cũng sẽ để làm sao căn được đúng cái khoảng 110 cho đến 120 thôi, chúng ta cũng để vang cùng với súp nó đồng bộ, nó giống nhau, và khi chúng ta vặn âm lượng lên thì tiếng nó ra, lúc nào nó ra thì nó sẽ đều cả loa full và cả loa súp, và tiếng đánh ra rất hợp lý mà. Đấy, nhiều anh em mà gặp phải cái tình trạng là vặn to cái vang này quá nên là sẽ bị phè tiếng, các bác lưu ý giúp em nhé. Tiếp theo đó là cái phần lưng tiếng ấy. Lưng tiếng thì cũng sẽ có cái cổng ca lông hoặc là cổng hoa sen cho bác đây. Đấy, cũng y như ở trên vang các bác nhé, có cái phần ca lông này, cũng chúng ta cũng sử dụng cái đầu dây ca lông vừa lại em chỉ cho bác, chúng ta có thể ghép đầu dây ca lông này hoặc là chúng ta có thể ghép đầu dây hoa sen này. Đấy, đầu dây hoa sen như thế này thì đơn giản thôi, còn hai đầu còn lại chúng ta cũng lưu ý giúp em cắm luôn vào cái phần của súp nhé. Đấy, có cái đầu dây line in này các bác nhìn chưa đấy. Và trên vang thì ở trên súp thì ở trên lưng tiếng ấy, thì hầu hết là nó sẽ có cái cắt súp ở mặt trước rồi. Nếu như con nào nó đã tích hợp súp thì nó sẽ có cái phần âm lượng tổng của súp hoặc là cắt súp các bác nhá, kể cả vang hay là lưng tiếng, các bác lưu ý giúp em. Và cái này chúng ta phải cắt đồng đều, chúng ta không thể vặn được to hết cỡ như này mà chúng ta cứ thế chúng ta chơi được. Đấy, các bác và em vẫn phải căn chỉnh làm sao cho nó súp cũng ở chế độ khoảng tầm, cắt súp cũng ở chế độ khoảng tầm 110 và âm lượng tổng súp vừa phải thôi thì tiếng nó đánh ra nó ổn nhất. Nhiều anh em chơi súp vẫn chưa biết cách chơi. Ok, bây giờ thì em hướng dẫn cho anh em luôn. Nếu các bác nào sử dụng âm đi, hướng dẫn trực tiếp cho bác. Âm đi cũng chúng ta cũng vẫn sẽ sử dụng cái đầu dây trắng đỏ đấy. Cái đầu dây trắng đỏ chắc chắn là chúng ta phải sử dụng rồi, để chúng ta ghép nối với súp rồi. Và hai cái đầu trắng đỏ này chúng ta sẽ ghép nối ở mặt sau của âm đi nhé. Ở âm đi của em đây có cái đường line đây, các bác lưu ý giúp em. Đấy, đường line thì chúng ta ghép nối cho em trắng và đỏ và đỏ thôi. Là chúng ta đã ghép nối được với âm đi rồi. Còn hai cái đầu dây còn lại thì chúng ta lại ghép nối với đường line của súp. Đấy, là cách chúng ta ghép nối từ âm đi với súp hoặc là từ lông tiếng hoặc là vang với súp. Đấy, cái cách ghép nối rất đơn giản và anh em lưu ý giúp em. Nhớ phải cắt súp ở trên vang này. Đấy, âm chỉnh âm lượng của vang hoặc là của lông tiếng này sao cho phù hợp với súp điện các bác nhá. Súp điện chúng ta phải cắt cũng phải căn chỉnh volume. Thế thì khi mà chúng ta trải nghiệm ấy thì tiếng chất lượng âm thanh nó ra nó tốt nhất, tiếng nó ra khỏe, nó không bị phè tiếng, rồi là nó không bị quá to hay là quá nhỏ so với các bác và em yêu cầu.
Đấy, và cái dòng này thì anh em nào còn thắc mắc ý kiến đóng góp gì thì vui lòng để lại các ý kiến đóng góp hay là thắc mắc của anh em dưới phần bình luận video, để bên em cố gắng giải đáp tất cả ý kiến đóng góp của các bác ở trên video tiếp theo. Và quan trọng hơn nữa là các bác bên em nhận hàng với giờ CS và H15 bên em thì luôn luôn có chế độ bảo hành cũng như là giá thành cực tốt 4.200.000 đồng, và bên em đã bao ship toàn quốc rồi. Ngay bây giờ anh em muốn sở hữu cho mình một mẫu điện xúc điện giờ CS GH15 bát 40 cực hoành tráng như thế này thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Tùng 0979629336 để được hưởng tư vấn, được hưởng mức giá ưu đãi nhất của sản phẩm xúc điện giờ CS các bác nhá. Xin chào các bác.